Xin chào các bạn, mình là Vũ Đức Minh, một thành viên của diễn đàn vietdesigner.net. Và các bạn nghe thấy ngoài trời đang mưa không? Miền Bắc rất là lạnh, mình đang cởi trần và quần đùi ngồi trong nhà. Trên màn hình thì các bạn đang thấy một bức ảnh chụp khá là nét, độ phân giải 2000 x 1000, phóng to cỡ nào thì nó vẫn bị nhòe. Đây là một siêu phẩm mà mình mới chụp được tại buổi sinh nhật của diễn đàn vietdesigner tại miền Bắc. Hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn làm sao để tạo được một hiệu ứng chữ như thế này. Đây là bài làm của mình năm ngoái. Đây là tài nguyên. Tầm này ai còn chat nữa không biết, làm phiền quá đi. Hasu thiên thần. Hôm sau trang cu, rất là khó hiểu. Thành viên này rất là khó hiểu. Đầu tiên lúc nãy đao được CS5 rồi thì mình sẽ mừng dùng CS6 luôn. Đao CS5 về chắc làm cảnh, tạo một file mới kích cỡ bao nhiêu tùy thích, mà mình vẫn khuyên các bạn nên là tạo một file lớn cực lớn, phin luôn màu đen hoặc là màu mà gì mà các bạn thích. Viết text, viết gì đây? Vũ Đức Minh nè, viết là việc designer đi. Ok. À mà thôi, không ok. Ta chọn phông. Với hiệu ứng chữ này thì ta sẽ chọn phông phông chữ. Ta sẽ chọn một phông chữ. Phông đây. Elegant. Phông chữ rất là đẹp. Đúng không? Ai cũng nhìn cũng khen đẹp, nét chữ rất là đẹp. Chúng ta sẽ cho to lên 200. Xin lỗi nhé, mình dùng hàng fake 300. Ok, cho to này lên, to nữa lên đấy, ngon ngay. Nhỏ lại xuống tí. Ok, cho ra giữa màn hình. Mình làm sao để được như thế này? Thì đầu tiên chúng ta sẽ chuột phải vào phông chữ, chọn Grid Work Path. Mình sẽ tạo một cái đường viền, cái đường để chút nữa chúng ta sẽ làm việc với nó. Rồi chúng ta để ẩn layer này đi, sẽ được cái đường path như thế này. Và chúng ta sẽ bắt đầu vào việc chính là tạo root, ấn B lên F5 vào bảng điều hành. Nó bảng điều hành được không nhỉ? Chọn root đi, 30, cho cái này kéo giãn ra tầm 150. Ok, sai bé thôi, ta ấn B. Được, không được à, không hiện à, bướng à? Quên, tạo một layer mới. Rồi chúng ta sẽ đưa brut vào đây sao nhìn cho nó hợp mắt được. Mà F5 lên cho to quá, cho bé đi. Rồi tầm 13. Thế chúng ta vào chọn shape này, cho filter mạnh lên, làm nhỏ các cái này, bạn tự nhìn nhá. Ok, chọn màu đây. Chọn màu của brush. Chọn màu, chọn cái màu CEC831. Ok, chúng ta ấn P, chọn pen, kích chuột phải vào cái này, chọn stroke path và chọn brush. Bạn thấy có gì thay đổi chưa? Được, chữ Việt designer đúng không, nhìn khá là hay. Tiếp theo
như nào cho đẹp. Cái này đã được chấp nhận được chưa? Trả lời luôn, cũng tạm tạm. Ở đây chúng ta sẽ thêm cái gì nữa nhỉ? Ta nhân đôi cái này ở đây, nhân đôi lên, bướng bướng bướng, nhân đôi lên ở một lên. Sau đó chúng ta sẽ dùng filter blue, Gaussian blue cho nhẹ nhẹ thôi. Tạo thêm layer mới, dùng brush. Đây chúng ta sẽ chọn brush sao mà tí nữa mình sẽ gửi cho các bạn. Rồi, phóng to lên. Chúng ta chỉnh màu khác cho nó sáng tươi đi. Chấm vào các điểm mà các bạn thích. Đấy. Đấy. To nhỏ các bạn thích nha. Làm sao mà nhìn cho nó lung linh, tình mẹ tình cha. Rút tiếp, ta sẽ chọn brush khác này đi, tỏ dã man, chấm vào đây, nhỏ đi, chấm vào đây, được không? Cái chấm chấm này thì các bạn tự diễn thôi, mình chỉ chấm một vài cái cho nó gọi là có chấm thôi. Rồi thêm một layer nữa, tô viền xung quanh đi. Brush, chọn cái này đi. Vào vào vào, ô xấu quá. Giờ sẽ chọn cái này à. Đấy, rất đẹp. Chúng ta sẽ để opacity tầm 64, lia một đường, không khác nhau nào. Rút khác xem nào, lia thêm đường nữa. Ui, rất đẹp đúng không? Vừa xong thì mình vừa hướng dẫn các bạn làm một hiệu ứng chữ kết hợp giữa pen và brush. Không biết như thế là có đúng hiệu ứng chữ pen và brush hay không, nhưng mà nhìn cũng được, làm được. Chúc các bạn thành công với bài hướng dẫn trên. Tắt luôn.